Ông dẫn sừng sừng không cười một lụ, người thì lụ phụ lọ mọ sớm hôm, thuế đinh thuế điện qua tay ông hết. Thôi ông nó bảo là thôi mà không. Thế này 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 này, ai dạy các cháu học bài vè này đấy hả? Khờ dạy đấy. Này cẩn thận nhá, không thì ăn no đòn rồi thả bè trôi sông đấy. Không nghe dạy của ông cháy nhà. Thế bè cái bè ông cháy. Đi lên đi xéo đi, tụi bạn đi con ngựa xéo đi, xéo hết tay lên. Ôi nào quá. Lan ơi, dạ. Thấy cái cảnh đào kia đẹp chưa? Đẹp quá nhỉ? Lại còn xuông nữa chứ. Cảnh này hoa đều đẹp đấy ạ. Đây, ước gì năm nay nhà em có một cành đào như thế này. Em chọn một cành đi, ta tặng em mang về biếu thầy U. Thật là cô. Từ bé đến giờ em ước sẽ có một năm nào đấy nhà em có một cành đào như thế này. Năm nay thầy U của em chắc sẽ vui lắm cô ạ. Thế mình lấy cành này nhá. Vâng ạ. Em cảm ơn cô. Này, sang bên này. Em thích màu nào em chọn đi. Cô tặng em một tấm mang về may đồ mới. Không cô ơi, em không dám đâu ạ. Sao thế? Cô đã mua cho em đào rồi. Ôi, em cảm ơn cô nhiều lắm. Cô biết không, đêm ngày hôm qua em nằm mơ thấy có một cô tiên sẽ dẫn em đi chợ. Em không ngờ cô tiên đấy lại chính là cô. Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Là nói sao em lại khách sáo như thế. Ta coi em là em gái ở trong nhà. Nào, em chọn đi. Màu hồng nhá, hay là màu xanh? Màu xanh ạ. Màu xanh này nhá. Dạ. Dạ. Màu vàng này nữa được không? Dạ, chào thầy ạ. Dạ. Chào hai chào cô. Thầy ạ. À, tôi ngồi ngoài kia là tôi nghe giọng nói của hai cô là tôi cũng đoán ra được. Và tôi cũng bấm một quẻ bói. Đây, xin tặng cô gái một cái chữ duyên. Chữ duyên ạ? Thầy ơi, thầy cho con hỏi là vì sao thầy lại tặng con chữ duyên ạ? Ồ, nhất kim tiền tu nhân tích đức, phận mã hồng mở cửa đón duyên. Chào cô nhé. Dạ thầy ơi, con đội ơn thầy ạ. Thầy cho con gửi tiền. Ồ, đã gọi là tặng mà. Cầm lấy, chúc may mắn. Dạ, con đội ơn thầy ạ. Cô, bữa giờ thầy bói nói gì con không hiểu. Chữ duyên là sao cô? Thì đại ý là nếu như làm nhiều việc có phúc thì sẽ có nhiều tiền bạc. Nhưng mà phận má hồng mở cửa đón duyên, ta cũng không hiểu câu này lắm. Cô, em hiểu rồi. Nghĩa là năm nay cô sẽ lấy chồng đấy. Thôi, đừng có nói linh tinh, chắc không phải như thế đâu. Nào, em có chọn vải không? Tao đổi ý đấy nhá. Có ạ. Cô ơi, em thích tấm màu hồng nữa. Màu hồng này nữa nhá. Dạ. Cô chọn cho cô đi. Dạ. Đi. Đi. Đây, ra đây. Nhìn như bà ta. Bắt được quả tang, đang nhìn trộm gái nhá. Bắt được quả tang. Này, khờ như thế mà cũng biết là người ta đang nhìn trộm à? Sao lại không biết? Khờ như tôi còn lấy được vợ thì khôn như muối thì vẫn ế chỏng ế trơ ra. Này, gì? Tôi cũng không hiểu tại sao khờ như cậu mà cũng lấy được vợ đấy. Khờ như tôi thì còn lấy được vợ, khôn như muối thì sao vẫn ế chỏng ế trơ ra. Mà cả làng này nhá, có mỗi cô Quỳnh Hương là xinh nhất, con ông Chánh Tổng đừng có mà đũa mốc vào tròi mâm son. Đến khờ như tôi còn thích ngắm cô Quỳnh Hương, huống chi là muối. Khờ ơi, có phải là tôi đũa mốc vào tròi mâm son đâu. Nhưng không hiểu tại sao, nếu như một ngày mà tôi không được nhìn thấy Quỳnh Hương thì tôi chả thiết làm cái gì nữa khờ ạ. Thế ngắm Quỳnh Hương không chán à?
ngắm mãi không chán à? Chán làm sao được, tôi có thể nhìn ngày ngày kiếp kiếp. Tôi nhìn mãi mà không chán Khờ ạ. Khờ ơi, nếu như phải chết thì tôi sẵn sàng chết. Khờ ơi, Khờ ơi, thả Khờ xuống, Khờ không phải Quốc Bình Hương. Rồi, thôi đi ra đồng làm thôi. Phát đi chim, không khí mùa xuân tràn ngập thế này mà mày chẳng chịu hót, mày cứ đè đấy hót hay lắm, mày cứ đè vào mùa hạ mày hót được thế nào đấy, hót đi hay lắm. Mày thổi làm sao mà giống cái con chim của tao được? Con biết là con bị thích rồi nên là không hót được. Này dạ. Mà mày nói ít thôi, bây giờ mày mới có sức răn thôi, mày mà nói nhiều ấy nó tuyết cả môi mày ra. Lúc đấy mày làm sao mà nói được nữa. Ông đều rồi, con nói ông biết nha, ông ấy chỉ biết nói chuyện với con chim rồi, ở nhà ấy không có con nói chuyện nữa, nhà buồn lắm. Mà ông ơi, ông làm đi, cái nước này con lấy giếng hàng này đấy, ông mà dùng ấy đảm bảo ông thích luôn. Ông nhìn em, mày thích nói chuyện lắm hả? Dạ con thích chứ. Được rồi. Dạ mày cúi xuống cái chum này. Dạ đây ạ. Mày có nhìn thấy thằng nào ở trong chum không? Dạ con thấy một thằng nó thích ăn đúng con ở trong chum. Thế bây giờ mày cúi xuống. Dạ đây ạ. Nói chuyện với cái thằng ở trong đấy thoải mái. Nói đi con. Dạ vâng ạ. Ông cho thì con nói thôi. Bây giờ nhìn thấy mày tạo đấy mày đẹp này như nào ấy, cũng biết rằng như nào. Mà này, mày có biết nói chuyện không? Tại nào nhìn tao như thế? Mày mà cứ nhìn tao như thế nhá, mày nổi mày lên đấy, đánh nhau với tao không? Mày chỉ biết nhìn mỗi mình tao thôi, tao nói gì để tao môi mày mất máy mà không ra tiếng. Mày mình biết mày đẹp trai như tao mà mày có thể yêu được Lan của tao nhá. Lan ấy đã yêu tao rồi, tao yêu Lan rồi, Lan còn mấy tí gì nhìn đi nhìn như thế này. Mày đừng được. Ôi đặt cả mình Lan ấy à. Anh đang làm gì đấy? Ê, ông bảo phải nói chuyện với thằng nông tu mình cho vui cửa vui nhà. Ngốc cho nó vừa thôi. Này Lan đi chợ về đi à. Lan đưa đi, cầm cho. Cầm một tí, cầm tay một tí nữa. Thôi Lan ơi, bây giờ nói chuyện xong rồi thì biết làm gì nhỉ? Hay là để hỏi ông nhá. Ông ơi, ông con nói chuyện với thằng Đông Tum xong rồi, bây giờ con làm gì hả ông? Xuống bếp xem cái nồi bánh chẻ cho ông. Dạ vâng ạ. Ông phải bảo con mới có việc làm chứ. Lan ơi mình đi đi. Lan đâu rồi? Lan ơi mùa xuân trăm hoa đua nở khiến lòng người cứ thấy lâng lâng. Cha nhìn con mặc bộ này có đẹp không? Đây là vải cha mua cho con đấy. Này. Con đang nói chuyện với cha đấy. Lên tới thiên đình, lượn một vòng, lại quay xuống hạ giới. Ngon quá, cha ngon quá con ạ. Cha, con đang nói chuyện với cha mà. Này con, người đã đẹp rồi. Mặc cái gì nó cũng đẹp. Chứ có phải là nhờ cái bộ quần áo mới mà đẹp thêm đâu. Con gái ta là đẹp nức tiếng cả cái tổng này đấy. Cha không thích à? Thế thì con mặc đồ cũ vậy. Cha thích. Này, cha bảo cho con gái yêu của ta biết nhá. Cái con thằn lằn ấy, nó có đổi từ màu vàng sang màu xanh thì nó vẫn là con thằn lằn. Con hiểu chưa? Rồi, con gái ta lớn phồng phao đẹp quá,
Này, mà cha dặn nhá. Dạ. Nghe cha dặn đây này. Trông xinh xẻo thế này, đi ra đường nhớ là phải cầm cái vạt áo che bớt cái mặt vào. Không có trai làng nó trông thấy đi. Che mặt. Như này được chưa cha? Cũng được, che thế cũng được. Này. Dạ. Thế hôm nay con đi chợ có mua lá dong cho cha không? Con mua rồi. Ừ. À, cha ơi. Hả? Hôm nay ra chợ ông thầy bói tặng cho con một chữ duyên đấy. Ừ. Chữ gì? Chữ duyên. Chữ duyên á? Vâng. Thế cái lão thầy bói ấy có đòi tiền con không? Không. Nhưng mà chữ duyên là gì hả cha? Chữ duyên à? Này con ơi, nhà ta trong năm nay sẽ có đại hỷ rồi. Thế lão thầy bói ở đâu? Ông ấy đang ở ngoài chợ Tết cha. Sứt đâu? Sứt. Nè, nè, con đây ạ. Lên thông báo. Nè, ôi, ông nó gọi con có việc nghỉ cấp bách không ạ, ông ơi? Cấp bách ấy là mày ngậm ngay cái miệng mày lại rồi cõng ông ra chợ. Dạ vâng ạ. Úi dồi ôi. Ông ơi, ông làm sao không ạ, ông ơi? À, thằng này mày thù tao đây. Hôm qua tao phạt mày, hôm nay mày thù tao đây. Dạ không ạ. Dạ thưa ông, đấy là đại nửa tháng đến giờ con chưa ăn một cái gì cả. Thế cho nên là đói quá, hoa mắt là con không nhìn thấy đấy ông ạ. Mày đừng có điêu chứ. Mày đừng có bao hoa mà phét lác nhé. Này, dạ. Ông nằm ở trên giường, tao nghe rõ thấy cái tiếng mày cạo nồi vét cháy ở dưới bếp rồi. Dạ, đâu, con làm gì thế đâu ông. Thôi, mày đưa tao đi. Dạ, đây ạ, dạ, mời ông. Cõng ông. Dạ. Ôi, con ở nhà nhá. Vâng. Chẳng bao giờ thấy cha nở một nụ cười. Chán thật đấy. Trời hôm nay có vẻ âm u. Mà sao gió cứ lạnh ở đằng gáy nhỉ? Dạ, con xin lỗi quan ạ. Xin lỗi tại vì mọi khi con cứ quen tay con quạt cho bà. Hôm nay con lại quạt cho ông ạ. Mà thời tiết ngày hôm nay trở gió, ông mặc thêm áo vào không lạnh ạ? Trở gió mày sợ ông lạnh mà mày còn quạt như thế à? Con chỉ quen tay thôi ạ. Có lẽ cũng nên cho nó lạnh một chút cho cuộc sống nó thi vị hả? Thế bà hai đâu? Khiếp, ông mới xem bà hai có một tí mà đã thấy nhớ rồi ạ. Bà hai hôm nay lên chùa không ạ? Bà còn nhắn với con là khi nào ông xử án xong mà nếu thấy nhớ bà thì ông qua thăm bà ạ. Tôi có lẽ con không đi được đâu. Cha. Dạ, con chào cha. Cái gì? Gãi đầu gãi tay lại xin tiền cái gì? Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con phải chịu khó học, chịu khó tập. Chứ đằng này con suốt ngày lêu lổng rồi chơi gà rồi đản đốm như thế này thì học hết người con ạ. Ông đi học đâu, không đi học đâu. Ông chỉ thích đi chơi thôi. Chỉ thích quát mắng người khác thôi. Hả? Thích làm quan cơ. Đi học đến trường thầy đồ toàn quát ấm sợ nó không đi học đâu. Đi học. Thôi, thế thì đấy, tùy ấm nhá. Cha không góp ý nhiều nữa. Thế còn tiền thì con cứ bảo mẹ con ấy nhá. Còn bảo mẹ con nữa, tiền không cho, cứ bảo mẹ con. Ông mẹ con thì bao giờ, mẹ con nhé. Ông kìa con. Ôi trời ơi. Cậu. Nào, mẹ xin.
việc mẹ làm sao mà lại ra giữa cổng quan mà ngồi khóc thế này cơ chứ? Giờ ông không thích đi học đâu, ông thích đi chơi cơ. Làm sao lại không thích đi học mới thích đi chơi? Cha mắng con, bắt con phải đi học. Ôi trời ơi, cha mắng, mắng con à? Vâng. Cha dám mắng con à? Được rồi, để mẹ sẽ xử lý cha. Thế thì có mẹ cả thương con thôi. Ông không muốn đi học đâu, thích ở nhà chủ chăn, có người hầu hạ cơ. Thôi, được rồi, đã thế thì không cần đi học nhá, cứ ở nhà mà chùm chăn mà chơi nhá. Nói đến cái chuyện chơi, mẹ bảo này, mẹ đã bảo cái thằng Câm ý, nó đi mua cho con một đôi gà chọi để về chúng nó chọi cho con xem chọi. Gà chọi á? Trời ơi, chết quá. Gà chọi chơi rồi. Mẹ phải hứa, mẹ phải thề đi. Mẹ thề á, mẹ thề mẹ sẽ mua gà chọi cho con nếu mà mẹ không mua ấy. Là con tốt. Muốn là con gì cũng được. Có gà rồi. Cậu nhà mình ấy là thích gà chọi lắm đấy mà. Ừ. Cậu thích chọi gà phải không? Ừ, chọi gà nhờ. Chọi thế này chứ gì? Chọi gà. Tụi lạ cậu. Rồi, mày. Cái con này. Con này, thôi nhẹ nhàng thôi chứ làm cậu ngã thế. Đứng dậy con. Bây giờ dìu cậu vào trong nhà, nhanh. Dìu cậu vào, còn trước, này. Dìu cậu vào trong nhà, nhanh lên. Nhớ, nghe bà dặn đã. Xong là đi tìm thằng Câm xem đã mua được gà chưa, nhớ chưa? Dạ. Kia đó, chú cậu cũng ngã bây giờ. Trời ơi, thôi đi. Ôi, khổ thật chứ. Đấy, con mấy cái đây, lớn bằng đây rồi mà không biết làm ăn cái gì cả, suốt ngày mía, suốt ngày đi chơi lêu lổng phải đi tìm. Ôi giời, khổ thật đi cả. Đây, mẹ vào đây. Hai con cự nhau rồi. Này, khổ quá. Đây là hội làng, chọi gà chứ không phải chọi người đâu. Nào, tập trung nào. Tôi làm trọng tài, chuẩn bị này, bắt đầu này. 1, 2, 3, bắt đầu. Đánh đi. Đúng rồi, đánh đi. Ôi dồi ôi. Thắng rồi. Gà của tôi thắng rồi. Thắng luôn. Ôi, gà của tôi. Bỏ lòng anh chăm sóc nuôi lớn 1 năm rồi. Từ nay trở đi, em sẽ là võ tướng quân của anh. Tôi nhờ một chút. Kìa, anh Câm. Sao rồi? Tình hình thế nào rồi? Bà đang mong đấy. Làm sao? Mày quá nhỉ. Nào, không hiểu. Anh nói lại em nghe xem nào. Giời ơi, em quên mất anh Câm thì làm sao mà nói được. Vua chọi gà rồi chứ gì. Thế bây giờ phải làm nào? Xem có cách gì không. Sao thằng Công, mày thích xem con gà đại tướng của tao à? Mọi người thấy gà của tôi đá thế nào? Thành công, công một phát chết luôn, một phát là rụng lông luôn. Thằng Công, con gà của tao đi đâu rồi? Chết rồi, chết rồi. Còn Cầm đi đâu nữa? Thằng Cầm nó mang con gà cho cậu ấm con ông quân huyện. Đuổi đi! Đuổi ra! Nhanh đuổi đi! Đuổi nhanh lên! Này! Cuối cùng là bị thằng Cầm nó lừa! Nhưng mà gì nữa? Sợ quá! Đúng là cái đồ ngu! Ngu ở đâu ra? Để cho thằng Cầm nó lừa! Mình ơi mình! Nước ngọt này! Ôi! Ôi giời, thế nào là cái mồm to cái này của gió cũng trượt. Dạ con chào quan ạ. Con chào bà ạ. Có rồi đấy à? Dạ vâng, con đã mua được nho cho bà rồi. Nho ngon và ngọt lắm bà ạ. Nào, cô dám ăn nho trước bà và quan phải không? Hả? Dạ bẩm bà, là con nghe bà bán nho nói như vậy ạ. Chứ có các thêm vàng con cũng không dám đâu ạ. Đúng. Các thêm vàng không dám. Nó rất là ngoan. Sao lại cứ nghi cho nó thế? Nào! Hả? Đừng có mà lẻo mép!
đi ra ngoài. Dạ, dạ, con chào bà. Dạ, con chào Quan ạ. Này. Này. Dạ. Thế. Nghe tôi nói nhờ. Dạ, dạ, vâng ạ. Chào bà là được rồi. Không phải chào Quan rồi nhìn Quan vì cái ánh mắt tội nghiệp như thế nhá. Dạ, vâng. Chưa? Dạ, vâng, con chào bà. Đi ra đi. Cái gì thế khổ lắm. Sao nàng lại cứ thích hạ mình chứ mà. Tôi thề rằng trên đời này tôi chỉ yêu cùng một mình nàng thôi. Bởi vì nàng là người đẹp nhất. Hả? Quan vừa bảo ai là người đẹp nhất cơ? Nàng đẹp nhất thì còn ai? Thật không? Thề đi. Nàng này vừa khéo léo này vừa xinh đẹp này. Thế này thì làm sao mà Quan có thể quên được? Yêu thế. Này 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 này, thưởng nhá, thưởng cho Quan nè. Ngon không? Ngon không? Ngọt không? Ngon. Bây giờ ngon ngọt rồi thì phải làm gì nữa bây giờ? Bây giờ tiếp tục nè. Ngàn đi với Quan. À, tiếc ngại lắm. Đi miếng ngàn. Mời ông ạ. Con chào ông Tránh ạ. Ông xem cái đùi lợn nhà con. Ngon ơi là ngon. Ông mà mang về gói giò thì cứ gọi là ngon tuyệt vời đấy. Anh Tuấn này này nào. Cái đùi lợn này á, có no không thì ông đánh lấy. Ông đánh nhỉ. No không nhá để nó cầm về luôn. Cái anh sức này lạ nhỉ. Tôi mua về để bán chứ không phải trên trời rơi xuống đâu mà cho không được. Ông Tránh mà mua ấy thì tôi bán rẻ cho. Ê, ông ơi, ông có mua không hả ông? Ê, ông bảo con một câu, ôi trời ơi, em thế là không mua đâu. Ông Tránh này, suốt ngày mặt lâm lâm li li, gãy răng cả ngày chẳng nói một câu. Ôi dào ơi, từ thủa bé đến giờ, tôi nhá là tôi còn chưa thấy ông ý à, cười được một nụ. Ừ nhỉ, có khi ông mắc cái bệnh gì, cho nên chẳng nói được. Cũng có khi thế. Này, này. Hả? Đừng có bàn tán nhiều. Ăn đòn bây giờ đấy. Đây nhá, ông ấy là Tránh tổng của cả cái xã này. Thì ông ấy kiệm lời là đúng thôi. Chứ bây giờ mà ông cứ bô bô như chúng mình thì ông ấy là dâm đen à? Có khi thế. Ê, này, này. Ăn nói nó cẩn thận đấy. Không, ông đánh nọ mấy cái gậy bàn nọ mà mồm ấy. Tán làm cái gì nhiều. Ông ấy là Tránh tổng của cả cái xã này. Ông ấy kiệm lời cũng đúng thôi. Tiếng ai là tiếng cụ Tránh phải không? Cái này mà bị trả cây.
Chào lão bói. Này, lão mù thật hay mù giả đấy? Cô Tránh cứ đùa. Cả cái làng này nghe cái giọng lạnh lùng của cô Tránh, ai mà chả đoán ra được. Ông này bói mù ấy, nói cái gì cũng đoán. Dạ. Mày có ngậm cái miệng này không? Ông cắt lưỡi bây giờ. Vâng, ngậm luôn. Thưa cô Tránh. Thưa hả? Hôm nay cô Tránh đến đây gặp ta là chắc có cái việc quan trọng muốn hỏi đúng không? Lão ngồi xuống. Hôm nay ta đến nhờ lão xem cho ta về cái việc đại hỷ năm nay ấy mà. Lão xem kỹ xem. Ông Tránh cứ đùa. Cái việc trong nhà ông ấy thì ông phải tường tận hơn mọi người chứ lại. Nhưng mà em đã gọi là cái duyên cái số ấy, muốn hay không muốn thì cũng không cưỡng lại được đâu. Nhưng mà trong cái giọng nói của cụ Tránh còn ẩn chứa một câu hỏi khác. Thôi cứ mạnh dạn mà hỏi ra đi nhé. Ông ơi, ông nói như ông ơi. Lão tường tận gì? Được rồi, ta cũng không giấu gì lão. Gì vậy? Tặng lão một dinh đi. Xem kỹ cho ta. Cảm ơn cụ Tránh. Đã gọi là đại hỷ thì ai mà chả quý. Ý lão là thế nào? Dạ là thì đã gọi là đại hỷ thì trong nhà thì ai hỷ mà chạy được. Ta hiểu. Này, ông này bói ngủ ấy. Ông nghe một đôi năm này tôi có lấy được mà ông. Tiền đây. Ông này ông bận người hầu người hạ lấy đâu cái tiền mà đưa cho ông. Thôi, hú của tôi ấy. Tôi tự lo lấy đả nở đến ông nữa. Cụ Nánh ơi! Cụ Nánh! Muối! Mày đi nhanh! Mày đợi tao với chứ! Đấy! Khờ đi trước đi! Muối! Muối ơi! Muối! Ôi giời ơi, Muối ơi, về, tao đói lắm rồi, đi về. Khờ ơi, Khờ. Cái gì? Mày thấy hoa đẹp không? Đẹp với mày thôi, còn tao ấy, đẹp nhất bây giờ là gà nướng. Ôi Khờ ơi, mày lúc nào cũng chỉ ăn với uống thôi, hoa đẹp như thế này cơ mà. Mày mới gọi là Khờ ấy, ông đồ ông bảo với tao à, có thực thì mới vực được đạo. Mày không ăn thì mày làm sao mà có sức mà ngắm Quỳnh Hương. Mà mày nhắc đến hoa, tao mới nhớ mấy năm nay Tết vợ tao chả có cành đào để chơi Tết. Muối ơi, năm nay tao mày lên rừng mày chặt cành đào cho vợ tao chơi Tết nhá. Muối. Hả? Mày không nghe tao bảo gì à? Khổ quá, tao đang ngắm nàng. Ngắm nàng à? Nàng Quỳnh Hương á? Ừ. Đâu? Này, nàng đang tắm dưới ao à? Ui, mày không nhìn thấy à? Hoa súng đẹp như thế này. Khờ, mày nhìn xem. Tao lạy mày. Ui giời, mày yêu đến phát điên rồi. Thôi, mày có cho tao về không? Tao đòi. Khờ, tao đi về. Khờ, đúng rồi tao bảo. Gì? Bây giờ thế này nhá, mày trông cho tao, để tao rước nàng về dinh nhá. Nếu như ông Tốt nhìn thấy là chết đấy nhá. Hộ tao cái. Được chưa? Này, anh em mình rước nàng về dinh đi. Ông về à? Này hầu con, cái lá dòng ấy
con phải lau thật sạch vào. Con nhớ rồi ạ. Lá răm sạch, bánh nó mới ngon. Dạ vâng. Ông để con quạt cho ông ạ. Thôi, mày không phải quạt cho ông đâu, quạt cho thằng Sứt kia kìa. Đúng rồi, nàng này, nàng quạt cho anh đi. Chứ anh cống ông nóng vã cả mồ hôi rồi thế này. Anh chỉ giỏi ăn vạ thôi. Này nhá, không phải ông bảo em thì còn lâu em mới quạt cho anh. Mát đấy, được con gái quạt lên rồi này, thích thật đấy, mát thật đấy. Sứt. Dạ, con vẫn ngồi đây ạ. Ông nói gì ông cứ đây bảo ạ. Mày vào sửa soạn đồ đạc, lên trên huyện với ông. Ông ơi, ông lại lên huyện á? Hôm trước ông vừa lên huyện xong, hôm nay ông lại bảo lên huyện. Hay ông ơi, cứ ở nhà đi rồi mai đi cũng được mà ông. Cái thằng này, ông nói cái gì là mày cãi lại là thế nào? Mày có muốn ông tống cổ mày ra khỏi nhà thay thằng hầu khác không? Dạ không ạ. Thôi được rồi, ông bảo gì con chả phải nghe. Ông bảo con đưa ông đến đời con còn làm được nữa hả? Thôi con đi ông nhá. Nhanh lên. Dạ vâng ạ. Cha ơi, cha ơi, cha thấy con gói bánh thế này đã vuông chưa? Vuông, đẹp lắm con ạ. Thế à, con định gói bao nhiêu trước đây? Dạ 50 cái ạ. 50 cái á? Vâng. Chắc không đủ đâu con ạ. Gói thêm đi, 100 cái. Ôi, làm gì mà gói nhiều thế hả cha? Con sợ ăn không hết cha. Cái gì mà cha hết? Này, mà cha dặn nhé. Dạ. Cha bảo con làm thì con cứ việc làm, đừng có vặn vẹo cha nhá. Con làm ngay bây giờ đây. Dạ, ông ơi, con không rồi. Ông con mình đi luôn ông nhỉ. Cha định đi đâu thế ạ? Cha lên trên huyện mấy ngày. Mà này, cha dặn nhá, ở nhà phải trông nhà cẩn thận. Có mấy cái thằng trai làng nó lảng vảng ấy thì con phải đuổi nó đi ngay nhá. Con biết rồi. Ông đi thay đồ hả ông? Cha vào cha mặc cái áo mới quan ở trên phủ tặng ta nhá. Này, này, na bảo này này. Cái gì? Này bảo này. Này. Cái gì đây? Này nhá, ở nhà nhớ theo hầu cô nhá, chứ không được ra hội làng đâu. Ngoài hội làng á, mấy thằng nó to con như thế, nó lại còn không bị dứt nữa. Ố hay, người ta biết rồi mà. Đi có mấy hôm mà cứ làm như đi biệt xứ không bằng ấy. Chả phải dặn dò gì đâu à, thằng thức này biết nữa. Yên tâm, ở nhà tôi sẽ theo hầu cô chu đáo. Thế thì đã yên tâm rồi. Ông ơi, ông đâu ấy, ông ơi, xong đưa, ông con mình đi. Này, dạ. Mày cất cái hộp quà cho ông kỹ vào. Dạ, ông bỏ mà đâu này, con cất cẩn thận lắm ạ. Ôi trời, cái áo này, ông mặc hơi chật nha. Dạ vâng, chật lắm. Nhưng của quan phủ tặng, cho nên là ông vẫn cứ phải mặc để tỏ rõ cái tấm thân tình của mình đối với họ. Ôi trời. Ông chật quá, quá. Anh Sứt này, anh nhớ chăm sóc cha tao cẩn thận nhá. Dạ, cô yên tâm đi, con là vẫn đâu ngựa à, nhầm, con là vẫn để hầu người hạ. Ông đi đâu con nhau hầu đấy. Thôi, mày nói ít thôi, để sức mà cõng ông lên huyện. Dạ vâng. Nà, ông lên huyện. Cha đi con nhá. Dạ. Đi. Dạ, con chào cô, chào An nhá. Cha đi cẩn thận cha nhá. Lan này, dạ, em có biết cha tao lên huyện để làm gì không? Em cũng không biết được cô ạ. Nhưng mà em thấy lần này ông đi lên huyện hình như có việc gì quan trọng hay sao ấy. Em nghĩ là đại hỷ ấy cô ạ. Đại hỷ á? Vâng. Có lẽ nào cha ta lại lấy thêm vợ nữa không nhở?
Em cũng không biết nữa, nhưng mà ông lên huyện mà lại có chuyện đại hỷ thì chắc chắn là lần này ông lên huyện để tuyển vợ rồi cô ạ. Nhưng mà ta vẫn có linh cảm là không phải như thế. Mà thôi, nếu cha ta có lấy thêm vợ nữa thì cũng tốt mà. Thôi, lau lá đi để ta gói bánh còn kịp làm lễ nhá. Vâng ạ. Các chàng ơi, lại đây với em. Các chàng ơi. Mời quan canh. Các chàng ơi. Các em có nghĩ là con của quan huyện không? Trời chết, cậu có ấy vào chỗ Phạm không? Chuyện đó quá đơn giản nhá. Con muốn lấy ai cứ nói với mẹ một tiếng, rồi mẹ nói với quan. Thằng kia, trình bày. Trình bày xem nào. Ôi giời ơi. Mày này. Mẹ bảo. Mày này, nói thế làm sao mẹ hiểu được. Nó
làm sao mà nó cứ thế này? Làm sao con không nói với mẹ lại phải thông ngữ qua cái thằng này, mẹ hiểu làm sao được? Dạ, ý của con muốn nói là con muốn lấy... Lấy gì? Ở trên này. Trên trời á? Vâng. Con muốn lấy vợ xinh như tiên ý. À không, con muốn lấy tiên con. Tiên. Mẹ bảo đây, trên đời này làm gì có tiên mà con đòi lấy cơ chứ? Có tiên, nhiều lắm. Ở trốn vòng la tiên cảnh nhiều tiên lắm. Cái thằng này nó lấy vợ ông ấy, mẹ không thể hiểu. Bây giờ nhá, tiên ở chỗ nào, con dẫn mẹ đến, mẹ sẽ cưới ngay cho con về làm vợ nhá. Đi luôn. À con này, Sa, còn một con hầu nữa đâu? Nó đang ở ngoài đình mà. Gọi nó đi luôn. Nhanh lên, con đi luôn. Mẹ đến đi luôn. Không, các nàng tiên chạy mất.